Mời tập tay, hai lưng bàn tay hướng vào nhau. Nãy giờ quên quay. Lưng bàn tay hướng vào nhau, đưa tay phải qua, đan chặt, hít vào, kéo vào, thở ra. Trở về, hít vào, kéo vào, thở ra, đẩy cao lên. Trở về, hít vào, kéo vào, thở ra, đẩy thẳng tay lên. Hạ xuống, trở về, thả lỏng tay ra. Rồi đổi tay, đưa tay qua, hít vào, kéo vào, thở ra. Trở về, hít vào, kéo vào, thở ra. Trở về, hít vào, kéo vào, đẩy thẳng tay lên, thở ra, đẩy thẳng lên. Hạ xuống, tập từ từ, tay mình nó cũng sẽ mềm dẻo, khí huyết lưu thông xương khớp rồi, được mềm dẻo ra, thả lỏng ra. Rồi hai tay chị chống xích tới đầu gối đi, hai tay chống xích tới đầu gối, rồi xiết cơ bụng lại ha, xiết cơ bụng, ấn lực tay xuống, nhõm cái mông lên được bao nhiêu hay bấy nhiêu, chống tay nhõm lên đó, để cho xoa bóp nội tạng, gồng cái cơ bụng lại đó, tăng cường thể lực lên. Đúng rồi, xuống ba, lên, rút rốn vô, xiết vô, xuống bốn, lên, xuống năm, lên. Hạ xuống, thở ra, thả lỏng ra. Rồi có đổi chân rồi, đổi vặn cột sống. Tay phải chị đưa ra sau, tay trái nắm tay phải, kéo cho căng hết cỡ ra, để tập luôn cả cánh tay mình, vừa tập cột sống, tập cánh tay, tập cổ đồ luôn. Hít sau, xoay phải, mở cái vai trước khi xoay thân, mở vai ra sau, thở ra, mở vai và vai, xoay đến đâu xoay theo đến đó, thở ra. Trở về, hít sâu vào, xoay, thở ra, bám cái tay lên đầu gối và xoay, bám chặt tay lên. Trở về, hít sâu vào, xoay, thở ra, xoay cổ, xoay vai. Trở về, hít sâu vào, xoay, thở ra, xoay thêm. Trở về, hít sâu vào, xoay, thở ra, xoay tối đa, cảm nhận vào cột sống, xoay, thở ra, thong thả trở về, thả lỏng tay. Đổi bên, kéo căng 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 qua, rồi xoay, thở ra, bám chặt tay vào, xoay. Trở về, hít sâu vào, xoay, thở ra. Trở về, hít sâu vào, xoay, thở ra. Mở vai thêm, thả lỏng thân thêm, xoay. Trở về, hít sâu vào, xoay, thở ra. Xoay cổ, xoay vai. Trở về, hít sâu vào, xoay, thở ra. Xoay thêm. Trở về, hít sâu vào, xoay, thở ra. Xoay tối đa, hớp bụng, thở hết hơi ra. Thong thả trở về, thả lỏng tay. Hai tay đan sau gáy, mở rộng khuỷu tay ra, căng lồng ngực, hít sâu vào, cong lưng ra sau, mắt nhìn bụng, thở ra, kéo căng, rồi cụp tay xuống, mắt nhìn bụng đi chị, mắt nhìn bụng, cụp cái khuỷu tay và chị cảm nhận nè,
từ đốt xương cụt và kéo căng lên tới xương cổ. Cảm nhận sâu vào, lên, hít sâu vào, lại mở cái khuỷu tay và đẩy lồng ngực cao lên, vươn cầm lên, cảm nhận chiều ngược lại. Thở ra, hít thở sâu vào, cảm nhận sâu. Hít sâu vào, mở khuỷu tay căng lồng ngực ra. Thở ra. Hít sâu vào. Thở ra. Hít sâu vào. Giữ lại 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra, cong lưng ra sau, mắt nhìn rốn và cảm nhận sâu vào cột sống của mình. Thở ra. Ba, hai, một. Lên, hít sâu vào, nghiêng phải, thở ra, nghiêng, mở cái khuỷu tay ra, rồi xoay mặt nhìn lên trần nhà, cảm nhận căng cái hông bên trái. Lên, hít sâu vào, nghiêng trái, thở ra, mở hai cái khuỷu tay luôn, mở cả khuỷu tay, đúng rồi. Lên, hít sâu vào, nghiêng thở ra. Lên, hít sâu vào, cảm nhận hơi thở thật sâu vào. Thở ra, đổi bên. Lên, hít sâu vào, nghiêng thở ra. Hít sâu vào, thở ra. Lên, hít sâu vào, thở ra, nghiêng phải, giữ lại 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu vào, nghiêng trái, thở ra, giữ lại 5, 4, 3, 2, 1. Lên, hít sâu vào, gập chéo, khuỷu tay phải chạm vào gối trái, thở ra, khởi động 6 chiều cột sống đó. Hít sâu vào, gập chéo qua, thở ra. Hít sâu vào, 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 thở ra, giữ lại. Cố mở cái khớp vai trái lên. 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu vào, thở ra, giữ lại, siết cơ bụng lại. 5, 4, 3, 2, 1. Lên, hít sâu vào, rồi đặt tay lên vai, xoay vai, thở ra, xoay, khuỷu tay chạm vào nhau, xoay biên độ vai rộng ra, thở ra, giữ lại, tập trung hít thở sâu vào.
xoay ngược lại. Rồi, chị tay vỗ về phía trước, vỗ ra phía sau, vỗ ra sau, xoay ra, ra sau, ra sau, tập cho khớp vai chị từ từ mở nè, ra sau, vỗ ra sau cái bẹp luôn, thẳng tay vỗ ra sau, ra sau, 5, 4, 3, 2, 1, rồi, thả lỏng ra nè, đưa hai tay dựng hai cái bàn tay lên, rồi chị cuộn ngón tay út, ngón tay áp út, ngón tay giữa, ngón tay trỏ, rồi ngón tay cái, lại mở, 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 đó, làm cái nghề chị á, à, mấy người làm cho chị mỗi tay đâu á, chị bài này, lại tiếp tục nắm, từng đốt ngón tay mình luôn, từng đốt ngón tay đó, cái nghề nào cũng sẽ có bệnh nghề nghiệp, thả lỏng nè, hít thở sâu, vừa tập tay và cảm nhận hít thở sâu bằng mũi, thở ra bằng mũi. Tuổi 50 trở lên là bắt đầu tay mình sẽ dễ bị tê tay, nắm đồ đồ dễ bị rớt. Tiếp tục. Rồi, giờ xoay cái cổ tay nè. Xoay tròn. Xoay ngược lại. Cho nên yoga là ai cũng có thể tập được hết chân, mà do tùy theo sức khỏe mà soạn bài, đi giáo trình sao cho phù hợp thôi. Chỉ còn thở được là còn tập được. Rồi, tay dang ngang ra. Dang ngang ra nè. Rồi, tập nè, từ cái khuỷu tay, từ cái cổ tay, xoay từ cái khuỷu, giữ cái vai chị, giữ cái vai với cái khuỷu tay mình và giữ thẳng. Đó. Từ cái vai nè, với khuỷu tay giữ thẳng, mình chỉ điều khiển từ cái bàn tay vô tới đây thôi. Nè, dang ra, rồi xoay nè. Xoay nè, đó. Giữ cái đoạn kia là đúng rồi, đúng rồi, hít thở, hít thở. Hít thở, hít vào, thở, hít vào, thở, hít vào, thở, rồi xoay ngược lại nè. Xoay. Cũng giữ từ cái đoạn khuỷu tay lại. Chị co nè, nè. Nè. Nè, gấp luôn, gấp từ cái khuỷu luôn, từ cái khuỷu luôn. Đó. Đó, nó giống như nó không liên quan gì luôn đó, mình muốn điều khiển ở đâu. Đó, xoay ngược lại. Xoay ngược lại. Đó. Vươn dài đỉnh đầu lên, thẳng cổ ra, đúng rồi đó. Rồi nè, giờ mới xoay vô cả cái tay mình, cả cả cánh tay, hít thở, rồi xoay ngược lại, xoay tròn ra sau, tròn ra sau, mở rộng cái biên độ của khớp vai ra. À, có người không có tập gì hết rồi á, cái khớp vai nó bị dính lại, cái khớp vai dính lại luôn á, thả lỏng ra, xoay phải trái, thả lỏng, chống quỳ lên, tập thở bò mèo đi chị. Ngồi mông trên gót, rồi đo tay lên, đo tay lên, đúng rồi, đo thêm một gang tay, à, chỉnh định tuyến đó. Rồi tay chân là bốn góc vuông, cong lưng lên, mắt nhìn rốn thở ra, mắt nhìn vào rốn thở, hít sâu vào, chùng lưng xuống, rướn cổ lên, suy nghĩ vào cột sống mới điều khiển được, thở ra, cong lưng lên và cảm nhận hai chiều cột sống. Yoga có âm có dương, có ngã có trả, à, cân bằng lại. Hít sâu vào, chùng lưng xuống, rướn cổ lên.
Mình bệnh là do cơ thể mất cân bằng, cho nên tập yoga đưa cơ thể mình trở về cân bằng. Hít sâu vào, cong lưng lên, thở ra mắt nhìn rốn. Hớp bụng, thở ra rút rốn, cảm nhận độ căng cột sống lại. Hít sâu vào, chùng lưng xuống, rưỡng cổ lên, cảm nhận. Thở ra, cong lưng lên, rút rốn, thở ra. Hít sâu vào, chùng lưng xuống, rưỡng cổ lên. Thở ra, cong lưng lên, rút rốn, thở ra. Hít sâu vào, cảm nhận sâu, bảo đảm ai bị vấn đề về đau lưng, cứng, voi, gai, thoái hóa, cứ tập bài này đều đặn mỗi ngày là sẽ cải thiện rõ liền luôn. Thở ra, giữ lại rút rốn, giữ 5, 4, 3, 2, 1, lui mông về chậm gót, duỗi thẳng hai tay về trước để trường lên, hít sâu vào, rắn hổ mang, cảm nhận lắng nghe cuộc sống. Đúng rồi, thu về, thở ra, hít sâu vào, trường lên, thu về, thở ra, hít sâu vào, trường người lên, uốn cong lưng, thu về, thở ra. Hít sâu vào 2 lần nữa, trường người lên, uốn cong lưng, giữ lại. Thu về, thở ra, cảm nhận kéo căng 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 từng đốt sống trở về. Lần cuối hít sâu vào, trường lên, giữ lại. Suy nghĩ vào cột sống và giữ lại. 5, 4, 3, 2, 1, thở ra. Lui về, thở ra, cảm nhận. 5, 4, 3, 2, 1, cuộn từng đốt sóng ngòi lên. Ngồi duỗi hai chân về trước. Vươn hai tay lên, vươn dài cột sống lên, hít sâu vào, mũi chân kéo về phía đầu mình, dùng ý thức kéo về. Đúng rồi, thở ra, trương người tới gập xuống, thở ra, hít sâu vào, vươn tay lên, trương tới gập xuống, thở ra. Hít sâu vào, thở ra. Hít sâu vào, trường tới gập xuống, thở ra. Đi theo hơi thở sâu, cảm nhận sâu vào. Hít sâu vào, trường tới thở ra. Hít sâu vào, trường tới thở ra. Ép giữ lại, nắm mũi bàn chân, căng gót ra, thở ra, giữ lại. 5, 4, 3,
hai, một, lên, hít sâu vào, hạ tay xuống, thở ra, thả lỏng tay chân, hít thở sâu. Mời đứng lên tập tư thế thân cây. Trụ chân trái, hít sâu vào, áp lòng bàn chân phải lên đùi trái. Rồi mở cái đầu gối ra, khớp hông ngang lại. Đúng rồi. Tập trung mắt nhìn vào một điểm, kiếm một điểm, tập trung một điểm trước mắt mình. Giữ cột sống thẳng, rồi nhìn chăm 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 vào nó. Thở ra, rồi giữ tư thế và cứ hít thở sâu vào. Hít thở sâu vào. Năm, hít thở sâu vào. Bốn, ba, hai, một. Hạ tay chân xuống, thở ra, thả lỏng. Rồi chân, trụ chân trái, trụ chân phải, hít sâu vào, áp lòng bàn chân trái lên đùi phải. Rồi mở đầu gối ra, chắp tay trước ngực, thở ra. Đúng rồi, giữ, tập trung hít thở đều. Đúng rồi, hít thở tập trung vào bên trong cơ thể mình đó. Tập trung sâu vào, cảm nhận sâu vào, thở ra. Năm, bốn, ba, hai, một. Hạ tay chân xuống, thả lỏng ra, hít thở sâu. Hai chân mở rộng gấp đôi vai, mở chân rộng ra, rộng hơn như vậy, rộng nữa ra, rộng nữa vậy chưa đủ để vào tư thế chiến binh hai. Rồi mở mũi chân phải ra, mở cái mũi chân ra 180 độ. Rồi cái mũi chân trái hướng lên 45 độ, 45 độ, xích lên xí nữa, xoay mũi chân lên. Đúng rồi, xoay cái gót xuống. Đúng rồi, hai tay dang ngang, nhìn theo tay phải, nhìn theo tay phải. Đúng rồi, tấn gối xuống, thở ra, tấn gối phải, trọng tâm ở giữa, không chồm người về bên phải. Đúng rồi, lên, hít sâu vào, tấn gối xuống, thở ra, xiết mông đùi bụng. Lên, hít sâu vào, cảm nhận sâu vào hơi thở, tấn gối xuống, thở ra. Lên, hít sâu vào, tấn gối xuống, thở ra. Lên, hít sâu vào, tấn gối xuống, thở ra. Đúng rồi, lần nữa, hít sâu vào, tấn gối xuống, thở ra. Giữ lại. 5, 4, 3, 2, 1. Lên, hít sâu vào. Rồi trường tới, chống cái tay trái cạnh bàn chân phải, chống cái tay trái. Đúng rồi, mở cái tay phải lên, thở ra, mở lên. Chị xoay cái khớp vai phải cho nó thuận lại, cho nó thuận khớp vai lại. Đúng rồi, rồi mở ra lên, mở ra lên. 5, 4, ép cái mông xí nữa, tấn gối ép cái mông xuống. Đúng rồi, dang tay thẳng xí nữa. 3, 2, 1. Lên, hít sâu vào, nâng người lên. Rồi từ từ hạ tay xuống, thở, đóng mũi chân phải. Giờ mình đổi bên luôn, mở mũi chân trái ra. Đó, đóng cái mũi chân phải lại, xoay cái mũi chân phải trở về 45 độ. Rồi chân trái 180 độ. Rồi hạ tay dang ngang, nhìn theo tay trái, hít sâu vào, tấn gối xuống, thở ra, trọng tâm ở giữa, từ thắt lưng.
kéo nó về, chứ không có kéo cái lưng thôi, từ cái thắt lưng luôn, nhả nó ra, kéo nó về. Lên hít sâu vào, tống xuống, thở ra. Lên hít sâu vào, tống xuống, thở ra. Lên hít sâu vào, tống xuống, thở ra. Hít sâu vào, tống xuống, thở ra. Hít sâu vào, tống xuống, thở ra. Giữ lại. 5, 4, 3, 2, 1. Hít sâu vào, lên, nâng lên, rồi tấm gối xuống và xoay người chống cái tay phải cạnh chân trái, thở ra. Rồi từ từ mở cái tay trái, mở cái tay trái lên, thở, mở lên, mở lên, mở lên, thở. 5, 4, mở lên, suy nghĩ vào khớp vai, nó cứng ở đầu, suy nghĩ vào ở đó, thả lỏng nó ra và mở nó thêm, mở nó lên thêm, thở ra. 3, 2, một. Lên hít sâu vào, nâng người lên, rồi hạ tay, từ từ thu chân về, thở ra, thu vào, rồi ngồi xuống tư thế kim cương. Tư thế kim cương, ngồi duỗi mũi chân ra, mông ngồi trên gót chị, tư thế kim cương, mông ngồi trên gót, chị chồng cho ngón chân cái của chân phải, chị chồng lên cho ngón chân cái của chân trái. À, sửa lại, chồng lên để nó massage vào cái huyệt vị của mình đó. Rồi hai tay đặt lên đùi và ngồi thẳng lưng lại, thẳng lưng, gương đỉnh đầu, mắt khép lại, suy nghĩ vào cơ thể bên trong mình á, suy nghĩ sâu vào bên trong, cảm nhận sâu vào, hít thở, hít thở sâu vào. Rồi từ từ nằm xuống. Từ từ ngồi xuống xong rồi nằm xuống luôn chị. Nằm lật ngửa trở ra. Hai chân co rộng bằng vai. Nằm lui xích xuống chút. Lui xích xuống chút. Lui nữa, xí nữa. Rồi đầu ngón tay chạm tới gót chân. Thở hết hơi ra. Hai tay đặt lên đùi, hít sâu vào, nâng đầu lên, lướt tay lên đầu gối, mắt nhìn bụng, thở, đúng rồi. Xuống hít sâu vào, lên thở ra. Hít sâu vào, lên thở, xiết cơ bụng lại, nhấn bụng, thở ra. Hít sâu vào, lên xiết cơ bụng, thở ra. Hít sâu vào, lên xiết cơ bụng, thở ra. Hạ đầu, hít sâu vào, thở ra, nhấc lên luôn nào, nhấc lên, một, lên, hai, lên, ba, bốn, năm, đạp chân xuống, không giẫm chân lên, sáu, lên, bảy, lên, tám, lên, chín, lên, mười, hạ xuống. Giờ tay xuôi theo thân, hàng chân vẫn co như vậy, tập cây cầu. Thở hết hơi ra, hít vào,
nâng hông lên, mắt nhìn xuống chân. Đúng rồi. Hạ xuống, thở ra, lên, hít sâu vào, nâng hông lên. Hạ xuống, thở ra, lên, hít vào, nâng lên. Hạ xuống, thở ra. Lên, hít vào, nâng lên. Hạ xuống, thở ra. Lên, hít vào, nâng lên. Hạ xuống, thở ra. Lần nữa lên. Giữ lại. 5, 4, 3, 2, 1. Hạ xuống. Rồi hai tay dang ngang, úp bàn tay xuống, hít vào. Ngã hai đầu gối qua bên trái, xoay mặt qua phải. Thở ra. Giữ. Giữ lại. 5, 4, 3, 2, 1. Hít vào. Đổi bên, thở ra, giữ lại. 5, 4, 3, 2, 1. Trở về, hít vào. Co hai gối vào, vòng tay ôm gối. Rồi nhấc đầu gối lên, nhấc đầu gối, không nâng đầu, nhịp nhịp cái đầu gối lên để massage cái chỗ thắt lưng. Đúng rồi, massage chỗ thắt lưng, hít thở sâu. 5, 4, 3, 2, 1. Nâng tay chân lên. Rung 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 rung. Rơi tự do xuống, rơi xuống. Đúng rồi. Xoay mặt qua phải, kiểm soát cái cổ lại, không xoay người. Xoay qua trái. Trả về giữa. Duỗi thẳng cổ, cằm hướng vào ngực. Thở, bụng ép sát thắt lưng xuống. Buông lỏng ra. Thư giãn, thả lỏng sâu vào. Chân đã mở bằng vai. Tay đã xuôi theo thân 45 độ. Hai bàn chân mình ngã ra hai bên. Lòng bàn tay ngửa, các ngón tay thả lỏng là nó đang co tự nhiên. Mắt khép lại. Cằm mình hướng về xuống ngực, đừng có nằm xuống gồng cái cổ. Cằm mà đưa lên trần nhà là thế nào cái cổ mình cũng sẽ bị thoát vị hoặc là nhức mỏi. Đơ cổ, cứng cổ, bó vai ở cổ. Cho nên nằm kiểm soát cột sống phải thẳng ở trung tính. Rồi, nghe cô dẫn đến đâu tâm trí tập trung vào, thả lỏng cơ thể đến đó. Tôi đang thả lỏng các ngón chân, thả lỏng bàn chân, thả lỏng cổ chân. Bắp chân của tôi cũng đang được thư giãn thả lỏng. Nghe đến đâu mình cảm nhận đến có nguồn năng lượng chạy qua. Cảm nhận sâu và thả lỏng khớp gối. Thả lỏng cơ đùi. Thả lỏng cơ mông. Thả lỏng khớp háng.
Hai chân của tôi đang được thư giãn thả lỏng cơ mông, thả lỏng cơ lưng, từng đốt sống lưng tôi đang được thư giãn thả lỏng, thả lỏng bụng, thả lỏng ngực, thả lỏng các ngón tay, thả lỏng bàn tay, tay, khuỷu tay, khớp vai. Hai cánh tay của tôi đang được thư giãn thả lỏng. Tim, gan, phổi, thận, lá lách của tôi cũng đang được thư giãn thả lỏng. Thả lỏng cổ, thả lỏng hàm nữa, thả lỏng cơ môi, thả lỏng cơ mặt, thả lỏng mi mắt, thả lỏng chân mày, thả lỏng trán. Những chỗ đó là thường cau lại, nhăn lại, nào hàng ngày châu mà nhăn trán là nhớ tới lời cô Dung. Thả lỏng ra, lỏng chân mà trán. Cơ thể của tôi đang được thư giãn thả lỏng từ đỉnh đầu cho đến các ngón tay ngón chân. Tâm trí và thần kinh của tôi cũng đang được thư giãn thả. Tôi cảm nhận được nguồn năng lượng mới tích cực tràn ngập khắp cơ thể. Cơ thể của tôi thật là khỏe mạnh, tràn đầy sinh lực, đẩy lùi tất cả mọi bệnh tật ra bên ngoài. Nhất các ngón tay ngón chân, bàn tay bàn chân, rồi xoay người qua từ từng nơi lên. Mở mở micro lên chị Hà, nãy em tắt micro.